Chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ đi tham quan một vòng chợ quê thành phố Cao Lãnh nha các bạn. Đây là chợ quê nha các bạn. Chợ quê Tân Thường Tây, thành phố Cao Lãnh. Đây có nước uống nè các bạn, mãng cầu, nước dừa, đủ loại hết. Đây có gian hàng chuối sấy, chuối sấy bánh nhúng luôn nè. Có mấy người bán hàng mặc đồ bà ba giống như kiểu quê ngày xưa luôn nè. Dừa, xoài, dài sâu bên trong á, nhiều đồ ăn lắm nha các bạn. Đây các bạn thấy không? Bánh khoai mì nè các bạn, chuối luôn nè, làm từ khoai mì. Bánh này bánh chuối, bánh khoai mì các thứ luôn. Có bánh cầm, bánh bò nữa. Đông người quá các bạn, để mình vô trong mình quay các bạn xem thôi. Rồi ăn nhiều lắm. Đây xoài. Cái này gì tìm buộc. Cái nhà hàng đông quá, vô không được. Bán hàng đồ đặc sản gì đó. Chuối sấy, nếp than nha các bạn. Khó quay quá. Một cái mà hộp. Hoạt động quá các bạn ơi. Đây chè các bạn. Chè. Chè thốt mốt, đường thốt mốt. Cô không gành. Cái gian hàng đông quá. Bánh lá các bạn ơi, đông quá. Đã vô khu bên trong rồi các bạn. Nhiều đồ. Bánh này bánh gì lạ quá. Bánh rán cuốn, bánh rán lụi gì nè. Này có bánh trống nè các bạn. Này bánh trống không? Chiên, em nó đang chiên vậy. Gỏi là giống như vậy các bạn, gỏi ốc. Ta ăn nhóc nè. Cô cá lòng tông luôn. Đây có gian hàng bánh xèo. Đây bánh xèo các bạn. Đây mình coi ta đổ bánh xèo lên. Đây nè các bạn. Đây bánh xèo đây. Ăn với nước mắm nè. Ăn nước mắm gỏi đu đủ vậy. Bánh xèo, bánh ngọt. Đây là nhà bánh xèo các bạn. Bánh xèo, bánh ngọt có đầy đủ. Đông các bạn, để mình vô sâu bên trong nha các bạn.
có bàn trống. Đông y xèo hết rồi. Nhãn luôn các bạn. Nhãn 25.000 kg. Cái bánh này bánh gì lạ quá. Bánh này bánh gì màu đủ loại hết. Bánh đúc. Bánh đúc và màu đủ loại. Cái bánh gì tay gói rồi sẵn. Bánh cúng. Bánh gì gói gói rồi sẵn. Không biết bánh gì trong đó. Mới bị nghe nói đông quá các bạn. Đây có món gì? Đậu hũ hấp. Này, đậu hũ hấp các bạn thấy không? Đậu hũ hấp rồi bên đây là gian hàng bún riêu. Riêu cua. Đây là bún riêu cua. Đông quá các bạn ơi. Chèn chút vào đây có nước cầm đủ loại luôn. Đây là cơm chiên. Cơm chiên khô quẹt. Cơm cháy khô quẹt. Đủ loại nước uống. Cái này gỏi cuốn các bạn. Đầm quá. Ngạt cứng người dần. Nhưng mà bánh cuốn nha các bạn, bánh kẹp. Bánh kẹp, bánh cuốn. Đang nướng luôn các bạn. Đây có gian hàng bánh gì nè, bánh đúc. Bánh đúc vừa hộp hết rồi các bạn thấy không? 20.000 hộp. 20.000 hộp các bạn. Nhân tép. Đây có bánh tráng nướng. Mình này có bánh tráng nướng nè các bạn. Thế đang nướng không? Đây thì đồ uống các bạn. Nước uống. Đây bún cá. Đây hộp vịt gan me ốp thảo. Vịt lộn. Ăn ị xèo các bạn. Đồng quá đồng. Gian hàng này chuối nướng. Là chuối nướng nha các bạn. Là chuối nướng à. Đây bánh bánh bao chiên các bạn. Bánh bao chiên, bột chiên. Có sâm luôn. Bên đây là bánh bột lọc nha các bạn. Cái hộp em về nè cưng. Bánh bột lọc. Vô dĩa vô hộp. Các bạn thấy không? Người qua gian hàng bên đây có bán cái gì đây? À, cái này là chuột nướng đó các bạn. Cái này là chuột nướng. Chuột ớt sa tế nướng. Ăn heo găm đó các bạn. Đang y xèo các bạn thấy không? Đây đông quá y xèo trên. Đúng không? Ngạt rồi luôn dòng người ăn các bạn thấy không? Đây cơm lam nè các bạn. Cơm nướng cho món chút á. Cơm lam mà cơm nướng cho món chút gì nè. Nó trẻ các bạn thấy không?
15.000 là một phần nghe các bạn. Còn cái ốc này, ốc đào. Khô các bạn, mày khô. Đây gì đây? Cái này trứng chiên gì? Là hủ chiên tùm lum không biết. Cái này chuối chiên nè các bạn. Hả? À, sao chiên hả? Giống như chuối chiên quá. Này sao chiên nha các bạn. Có lẩu, lẩu gà nè. Cái này kem ống các bạn. Ăn phải gọi là ăn ngạt nha các bạn thấy không? Đây là cái gì? Cái nem nướng, thịt nướng các bạn, thịt cuộn nướng. Đây là gọi là nem nướng. Đang nướng các bạn thấy không? Vô bịch rồi đó. Lâm quá chen vô quen được các bạn ơi. Đây bánh khọt có gì các bạn? Đây bánh khọt có gì? Thế đâu bị xèo chứ? Này nhìn bánh khọt đây các bạn, để qua đèn quay các bạn xem. Bánh khọt này các bạn. Để mình quay cách đổ cho các bạn xem. Tôi đang nướng các bạn thấy không? Bánh khọt. Đó bằng chảo á, thấy không? Ăn rất là đông các bạn. Ngồi ăn ị xèo luôn. Đây nguyên cái khung cảnh của cái chợ quê các bạn thấy không? Đông ị xèo luôn, nhạt kín hết. Đây cách đổ nè các bạn, cách nướng. Đây đây cách nướng không? Đây cái cách không ạ? Đó đang nướng các bạn thấy không? Đang nước bột nướng nè. Đây, bắt đầu vô bột nè các bạn ha. Từ chi tiết. Vô bột nè các bạn thấy không? Xong rồi vô thêm miếng gì nước cốt nhỏ béo các bạn, nướng nhiều lắm các bạn, nướng nhiều không kịp bán, ngạt ở bên trong rồi. Đẩy nắp lại các bạn thấy không? Xong rồi dời qua đó để chín xong lấy ra. Toàn cảnh của chợ này các bạn, chợ quê. Chợ này chỉ có xuất hiện vào thứ bảy nha các bạn, thứ bảy hàng tuần. Đẹp bày có thứ bảy à? Mỗi tuần. Bây giờ mùi đông nghẹt hết rồi, kính rồi ha các bạn ha. Đây quay cách thích đổ cho các bạn xem rồi. Các bạn thấy không? Đổ, cách đổ. Rồi vậy là xong rồi các bạn. Vô thêm miếng nước cốt này cho nó béo nữa là xong rồi. Hãy
Vậy là xong rồi đó các bạn. Thấy ăn ị xèo đúng không? Chợ đông nghe cái gì các bạn không? Chín người hết. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Đây là chợ quê Tân Thượng Đông, thành phố Cao Lãnh các bạn. Thứ bảy hàng tuần nha các bạn, lúc 2 giờ. Đón khách lúc 2 giờ cho đến 9 giờ tối. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo các bạn.